Pixel 4 XL thua tính năng so với các smartphone, so với các smartphone đầu bảng hiện nay, Pixel 4 và Pixel 4 XL thiếu camera góc rộng, camera selfie không có khả năng tự động lấy nét và Google vẫn giới hạn quay video 4K ở mức 30 FPS. Trước những thắc mắc này, mới đây Google đã đưa ra lời giải thích về việc này trong một bài đăng trên Twitter. Theo Google, hầu hết người dùng đều sử dụng chuẩn video 1080p nên hãng tốt hơn hết là tập trung vào tối ưu hóa điều đó thay vì hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 60 fps gây tốn dung lượng bộ nhớ của máy. Quay video 4K ở tốc độ 60 fps mỗi phút có thể ngốn đến nửa gigabyte dung lượng bộ nhớ. Một số người sẽ chỉ sử dụng chế độ quay 1080p, bất kể smartphone đang cung cấp cả chế độ quay video 4K, chủ yếu do việc tiêu tốn bộ nhớ quá nhanh, nhất là trong các trường hợp họ không thể kết nối với các thiết bị khác để sao lưu video ra ổ đĩa sau khoảng thời gian ngắn. Tuy vậy, Nhu cầu của mỗi người là không giống nhau và sẽ có không ít người dùng cảm thấy thất vọng với Pixel mới vì điều đó. Ngoài ra, vấn đề bộ nhớ lưu trữ cũng một phần do chính Google. Khi hãng có thể làm điều này tốt hơn với việc trang bị cho Pixel 4 bộ nhớ trong tối thiểu 128GB thay vì chỉ 64GB. Mặt khác, việc sử dụng chế độ quay video 4K ở tốc độ 60fps cũng hao tốn bộ nhớ RAM và sức mạnh của vi xử lý. Do Pixel 4 và Pixel 4 XL cũng chỉ được trang bị RAM 6GB mà thôi, Điều này có thể khiến việc quay và phát các video 4K 60fps không có được trải nghiệm mượt